Câu 5 trong đề K2 là một câu tìm cực trị, và đây là một câu tìm cực trị không điều kiện. Nó cũng không, trong câu này thì không có gì mới mẻ cả. Thì chúng ta cũng giải theo hai bước, đấy là điều kiện cần và điều kiện đủ. Thì trong phần điều kiện cần thì chúng ta sẽ thu được một điểm dừng, đấy là điểm M có tốc độ là 2, 3, 1. Và trong điều kiện đủ thì chúng ta cũng tính toán các cái đạo hàm cấp đến cấp 2 của V kép theo các biến X, Z. Sau đó thì chúng ta thu được một cái ma trận hết tại cái điểm M có tốc độ là 2, 3, 1. Và từ đó chúng ta tính các định thức con chính, mà chúng ta thấy là các định thức con chính là nó đan dấu nhau. Như vậy thì lúc ấy M nó sẽ là điểm cực đại của hàm số, và khi đó thì V kép cực đại nó chính bằng V kép tại M, và thay cái tọa độ của điểm M vào cái hàm số V kép thì chúng ta thu được giá trị V kép cực đại nó bằng 36 ở đây.